Như vậy đối với lại cái bài này thì nó có thêm hàm, cho nên là các bạn chú ý để mình biết sử dụng. Tổng điểm thì mình có hàm sum rất là quen thuộc. Rồi, chúng ta có tổng điểm ở đây. Ở chỗ này người ta nói kết quả nè. Kết quả học sinh nào có cả 3 môn lớn hơn bằng 5 thì đạt. Như vậy làm sao mình biết là cả 3 môn lớn hơn bằng 5? Tất cả các môn lớn hơn bằng 5 thì điểm nhỏ nhất của nó là sao? Lớn hơn bằng 5. Như vậy trước tiên là mình đi tìm điểm nhỏ nhất thử xem của 3 môn này. Như vậy mình đã có điểm nhỏ nhất của mỗi bạn. Chỉ có một số bạn là điểm nhỏ nhất là lớn hơn 5 thôi. Vậy thì mình kiểm tra một cái nữa. Điểm nhỏ nhất này lớn hơn bằng 5 đúng không? Mình kiểm tra nội cái chuyện mà lớn hơn bằng 5 thôi. Như vậy có một số bạn đúng. Đây là bạn có điểm lớn hơn bằng 5. Những bạn này không phải. Vậy thì đây là điều kiện của hàm if. Vậy mình cắt cái này đi. Nếu như dán vô lại, đây là nếu điểm tất cả 3 môn đều có điểm trên 5. Đây là cái câu mà người ta nói là cả 3 môn điểm trên 5 đây. Thì điểm nhỏ nhất trên 5 tức là cả 3 môn trên 5. Và nếu như điểm trên 5 thì chỗ này chúng ta sẽ kết luận rằng là đạt. Còn không thì giống hôm trước, chúng ta cứ để trống đi cái đã, chưa làm gì hết. Vậy thì ở đây chúng ta có bao nhiêu bạn đạt? 1, 2, 3, 4. Và bây giờ người ta nói tiếp. Học sinh nào có 2 môn điểm lớn hơn bằng 5 thì thi lại. Chỉ cần 2 môn thôi. Được chưa? Vậy thì chỗ này mình sẽ tìm cái gì? Mình có thể sử dụng thêm hàm khác hoặc là mình làm một công thức rất là cơ bản. Nếu như điểm này lớn hơn bằng 5, mình sẽ tìm 3 trong 2. Chỗ này thì nó hơi khó tí xíu. Như vậy chỗ này mình ghi là không đạt đi. Công thức của mình đến đây thôi. Mình học cái chỗ không đạt. Đó. Ok. Như vậy thì mình chỉ xét đạt và không đạt thôi là đủ đối với các bạn. Được chưa? Đối với bài này thầy chỉ cần các bạn làm được cái chỗ này. Min lớn hơn bằng 5 thì đạt, còn không thì thôi. Bây giờ thầy mở rộng tiếp cho những bạn khá nè. Những bạn chưa khá, chưa giỏi thì mình làm đến đây là ok. Đó, công thức đến đây là chấp nhận được rồi. Có cả 3 môn lớn hơn bằng 5 thì đạt, còn không thì không đạt. Hết. Hết yêu cầu. Những bạn khá chúng ta sẽ phát triển tiếp. Người ta nói rằng có 2 môn lớn hơn bằng 5. Như vậy thì mình không biết là mấy môn. Có khi 3 môn, có khi 2 môn. Như vậy mình sẽ dùng điều kiện. Cái này là đếm. Mình có tổng cộng là mấy môn? 3 môn. Vậy mình đếm có bao nhiêu trên 5? Đếm có bao nhiêu trên 5? Mình sẽ thử một cái hàm khác rồi này. Như vậy lúc này chúng ta sẽ có một cái hàm. Đây là dành cho những bạn khá nha. Count if. Count if. Mình sẽ có là toán lý hóa. Phải điều kiện lớn hơn bằng 5. Đóng nháy điều kiện. Mình sẽ xem thử có bao nhiêu môn lớn hơn bằng 5. Bạn này có một môn. Có một con 10 lý thôi. Bạn này có 2 môn 8, 5. Bạn này có 3 môn 3, 3, 2. Như vậy mình đã đếm được
các bạn có bao nhiêu môn trên trung bình chưa? Như vậy mình sẽ dùng hàm là count if. Đây, dành cho những bạn khác sẽ sử dụng cái này. Như vậy thì mình lấy cái này làm điều kiện. Mình lấy cái này làm điều kiện, copy cái điều kiện này cái. Quay trở lại công thức hồi nãy. Chỗ không đạt này mình sẽ đổi lại thành một cái lệnh if tiếp. Nếu mở đóng ngoặc. Điều kiện là gì? Có số môn trên trung bình là 2 môn. Thì làm sao? Thì lại. Còn không? Còn không thì sao? Còn không thì hỏng. Ok, còn không thì hỏng. Đó. Như vậy đây là công thức đầy đủ cho phần này. Và chỉ dành cho những bạn khác. Nếu như số chỗ này mình chưa đưa điều kiện lớn hơn bằng 2, tức là có ít nhất 2 môn. Có ít nhất 2 môn. Đây, bạn này có 1 môn trên trung bình à, thì hỏng. Có 2 môn trên trung bình thì lại. 3 môn trên trung bình đạt. Được chưa nào? 1 môn trên trung bình hỏng. Như vậy đây là công thức đầy đủ. Bạn nào khá giỏi cố gắng làm công thức này. Còn nếu như các bạn chưa khá thì các bạn chỉ cần làm một if đầu, đạt và không đạt là ok. Chỉ cần chừng đó thôi. Chú ý giùm thầy, công thức nó phức tạp. Bây giờ người ta nói là môn thi lại. Ở đây người ta sẽ hỏi rằng là tạo cột thi lại, học sinh nào thi lại thì ghi tên môn, tức là tên môn có điểm dưới 5, các trường hợp còn lại thì để trống. Vậy chỗ này công thức này cũng tương đối khó. Nếu như bạn nào giỏi thì cố gắng theo dõi phần này, thầy hy vọng là các bạn sẽ làm được phần này. Như vậy chỗ này mình sẽ ghép, các bạn ghép rất là dễ. Ví dụ chúng ta nói toán, bây giờ chúng ta làm cơ bản đi. Nếu mà chúng ta làm công thức tổng hợp thì nó khó, nhưng mà nếu chúng ta làm cơ bản thì nó dễ. Thứ nhất, chúng ta sẽ nói toán này có nhỏ hơn 5 không? Bằng nếu điểm toán mà nhỏ hơn 5 thì sao? Thì mình trả ra chữ điểm toán để cho người ta biết rằng là có thi lại. Được chưa? Điểm toán. Rồi, cách ra cái nháy kép phẩy bỏ trống. Như vậy mình tính cho bạn toán thôi. Còn những bạn lý hóa từ từ tính sau. Như vậy có 2 bạn là hỏng môn toán nè. Tương tự mình làm tương tự, mình có công thức y chang vậy luôn. Đó, mình sẽ cộng vô một cái công thức chuỗi nữa, hoặc là bạn dùng dấu và, bạn dùng dấu và để nối chuỗi. Nếu như điểm lý mà nhỏ hơn 5 thì tương tự mình sẽ trả ra chữ lý. Còn không mình bỏ trống, là riêng cho lý. Và tiếp, nếu như điểm hóa mà nhỏ hơn 5 thì mình trả ra là hóa, còn không bỏ trống. Đấy, như vậy thì chúng ta đã có tổng hợp được bạn này hỏng môn gì. Bạn này là toán hóa, bạn này là môn hóa thôi, bạn này môn lý hóa, lý toán hóa. Bây giờ mình giả sử đổi lại chỗ này 4 điểm, bạn hỏng toán lý hóa. Đó là công thức của chúng ta làm cho từng môn học. Chúng ta làm cho từng môn học. Nếu điểm toán là D4,
nhỏ hơn 5 thì trả về là hỏng toán. Và nếu điểm lý nhỏ hơn 5 thì trả về lý. Nếu điểm hóa nhỏ hơn 5 trả về hóa thì chúng ta đã có công thức. Nó hơi dài thôi, chứ thực ra nó không khó. Mình làm. Tại vì khi mà cách đó thì đôi khi nó bị dư ở phía sau. Mình viết liền mình vẫn thấy, cho nên khỏi cần cách cũng được. Được chưa? Như vậy mình đã biết là bạn này hỏng môn gì. Tiếp tục học bổng người ta nói gì. Học bổng là có kết quả đạt và có tổng điểm cao nhất thì được nhận 1 triệu. Này là 100 ngàn, nhận được 100 ngàn. Học sinh có kết quả đạt và tổng điểm cao nhất. Tổng điểm cao nhất. Vậy thì chỗ này làm sao? Đạt là ok rồi đó. Một điều kiện mình biết ở đây. Nhưng làm sao mình biết được tổng điểm cao nhất? Tổng điểm của từng bạn cao nhất. Vậy thì mình sẽ mượn đi. Mình sẽ mượn. Đúng không? Mình sẽ tạm thời chỗ này, mình để đây là mắt đi. Mình làm cho nó dễ. Đúng không? Mắt. Vậy thì mình tìm mắt ở đây. Tổng điểm cao nhất. Đây là tổng điểm. Như vậy mình biết điểm cao nhất là 26. Rồi, mình cũng có thể là làm gì? Mình cũng có thể là dùng công thức phức tạp, nhưng mà mình làm đơn giản trước. Nếu kết quả này bằng đạt và gì, và tổng điểm này bằng 26, như vậy có mấy điều kiện? Hai điều kiện thì chúng ta phải dùng ghép lại, và cũng được, dùng hàm cũng được. Như vậy chúng ta dùng hàm and, dùng hàm and để tính điều kiện ở đây. Thứ nhất, kết quả bằng đậu và gì? Và cái thứ hai là gì? Điểm, tổng điểm bằng tổng điểm. Tổng điểm dưới này mình phải cố định lại F4. Đây là điều kiện. Nếu như vậy thì học bổng sẽ được 1, 2, 1, 2, 3. Còn không thì bỏ trống. Hoặc là còn không là không. Không đồng. Đang bị gì đây? Đạt chứ không phải đậu. Đạt. Chỗ này mình ghi sai điều kiện. Đạt. Rồi, như vậy mình đã có được hai bạn này có điểm cao nhất là 26 và đạt. Công thức của nó đây. Nếu như cái điều kiện thứ nhất, kết quả đạt. Điều kiện thứ hai, điểm tổng bằng điểm lớn nhất. Điểm tổng bằng điểm lớn nhất thì được học bổng là 100 ngàn. Được không? Đó, bài toán của chúng ta, cái suy nghĩ là nó phức tạp, nhưng mà khi chúng ta nghĩ được rồi thì công thức khá là đơn giản. Đúng chưa nào? Bài toán chúng ta nghĩ nó hơi dài, nó phức tạp lắm, nhưng mà nếu chúng ta nghĩ ra thì khá là đơn giản. Được chưa? Đó là các bạn xem lại cái nội dung bài của mình, và thầy sẽ copy một số cái công thức ra, các bạn sẽ xem ha. Như vậy đây là công thức của chúng ta. Cái thứ nhất là tính đậu hỏng. Cái thứ hai là hỏng môn nào. Cái thứ ba là học bổng. Đấy. Thầy sẽ copy cái này để các bạn tham khảo nha.
các bạn tham khảo cái nội dung bài này. Rồi, như vậy công thức đã có. Công thức lúc nãy là copy các bạn dán vô. Còn công thức này thì các bạn phải gõ lại.